Hôm trước chúng ta đã học về ta đã học hai cái đối tượng dữ liệu chính ở trong Python là dữ liệu list và dữ liệu sâu nhé. Thì hôm nay chúng ta sẽ học xong về dữ liệu sâu và list thì chúng ta còn quay lại rất nhiều lần nữa. Thì đây là hai cái em đây là hai cái đối tượng dữ liệu cơ bản nhất mà ở trong chương trình lớp lớp 10 và trong trong tổng thể có tổng thể của Python thì có rất nhiều bài tập mà tất cả các bài tập thi học sinh giỏi hay bài tập vân vân liên quan đến thuật toán đều liên quan đến sâu và list hết. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ học sang cái chủ đề mới là hàm, vì là cái hàm là một cái công cụ rất quan trọng mà dùng rất nhiều trong tất cả các cái bài tập. Chuyện tôi sẽ nói trước cái phần hàm này. Thì hàm ở trong Python nó rất đơn giản và chúng ta dễ dàng tạo cái hàm này. Thì cái hàm trong Python nó giống hệt như là hàm trong Pascal, trong C, không có gì là khác cả. Vì tôi mô tả cái định nghĩa cái tạo ra một cái hàm mới nhé. À, thì trước khi mà nói về cái hàm mà chúng ta có thể tạo ra thì chúng ta đã làm quen được với những cái hàm có sẵn ở trong Python. Để lấy ví dụ nhé, bây giờ tôi tạo một cái dãy như này. Đưa ra một vài con số nhé để ta hình dung nhé. Đối với ngoài những phương thức của dãy ra thì nó có những cái hàm mà chúng ta đã biết, những hàm mà được tạo sẵn trong Python, ví dụ như cái hàm len của A chẳng hạn để mô tả cái chiều dài các phân tử của A, hay là hàm max nếu mà A là dãy mà toàn các số thì cái hàm max nó trả lại cái giá trị của phân tử lớn nhất, là hàm min A là phần tử nhỏ nhất, hay là hàm max. Lấy ví dụ như vậy thì những cái hàm min max đó nó còn có nghĩa này, ví dụ hàm tôi lấy min có thể viết là min của 1, 3, 6, không có thể một dãy các phần tử số bất kỳ thì hàm min nó trả lại giá trị là min. Vậy như hàm min, hàm max, hàm len là những hàm có sẵn ở trong Python, thì những hàm này người ta gọi là cái hàm hàm mặc định. Thì đây tôi mô tả các bạn chúng ta có thể dùng cái lệnh này để chúng ta có thể chỉ ra tất cả các hàm có sẵn ở trong trong Python. Chúng ta dùng cái lệnh b và là dùng cái lệnh là bin bin in như thế này, fc. Thì cái lệnh này nó sẽ liệt kê ra mình tất cả những cái hàm và những cái lớp hay là cả cả cái lớp mà có sẵn ở trong Python. Thì ở đây những cái mà chữ hoa trên này này thì chúng ta bỏ qua, đều là các chữ hoa đây đều là cái mã của các cái lỗi có sẵn. Nhưng mà chúng ta quan tâm là từ đây này, để ABS là cái hàm đầu tiên nhé, ABS là cái hàm lấy trừ tuyệt đối này, và đây là tất cả những cái hàm mà là mặc định có sẵn ở trong Python. Khi chúng ta khởi tạo chạy cái giao diện Python lên, ok, chúng ta tạo một cái file, chạy một cái file bất kỳ và của Python thì những cái hàm này là những hàm có sẵn và chúng ta luôn có thể dùng được nó nhé. Đấy, như vậy là đây là những hàm có sẵn, nhưng mà chúng ta có thể tạo ra những cái hàm riêng của chúng ta. Đây chỉ đó là cái bài hôm nay là cái bài mà học cách mà chúng ta tạo ra những cái hàm riêng. Thì ở trong Pascal chúng ta có thể có hai khái niệm hàm là hàm và thủ tục. Hàm là khai báo bằng cái từ khóa là function, còn thủ tục là cái từ khóa là procedure. Thì ở trong Pascal ta phân biệt ra cái hàm là và trả lại giá trị, còn thủ tục là không trả trả lại giá trị. Còn hàm ở trong C thì cũng có hai loại hàm, một cái hàm là trả lại giá trị, chúng ta phải khai báo cái giá trị của nó, kiểu giá trị. Hai là cái hàm là hàm không có giá trị thì người ta gọi là hàm void, chúng ta phải khai báo bằng cái hàm void. Thì ở trong Python thì bản chất vẫn như vậy, nhưng mà chúng ta không cần phân biệt hàm giá trị hay là không giá trị, chúng ta tất cả các hàm đều khai báo bằng một cái từ khóa là từ khóa dep như thế này. Khai báo như sau, chúng ta dùng từ khóa dep, sau chúng ta mô tả cái tên của hàm, ví dụ là cái hàm rất ngắn là hàm f thôi, và sau chúng ta sẽ là phải mở ngoặc đóng ngoặc, và trong ngoặc này chúng ta có thể mô tả cái tham số của hàm, tham biến của hàm, cũng có thể là không có. Ví dụ như không có này, chúng ta sau khi mô tả tên hàm, đóng ngoặc, mở ngoặc cho là gõ hai chấm và xuống dòng, thì sau đây theo nó là cái nhóm các lệnh mô tả hàm. Đấy, thì giống như là đối với em
Pascal này có phải từ khóa là begin và end một, thì đây cũng có cái chúng ta phải hàng chấm xuống dòng nhé. Ví dụ cái hàng này tôi sẽ làm như sau, tôi sẽ làm cái lệnh là print như này, print là trên tào cho hạn, ví dụ như thế nhé, trên tào, trên tào. Sau đó là tôi trả về giá trị thì muốn một cái hàm mà trả về giá trị tôi phải dùng từ khóa là return. Return sau đó là cái giá trị thực ra tất cả trả trị là một, enter. Đây là cái hàm f là chúng ta vừa định nghĩa xong, và cái hàm này nó không có tham số nhé, và cái hàm này thực hiện cái lệnh là xin chào và đó là trả lại giá trị là một, thì tôi gọi f này thì nó sẽ lệnh xin chào và trả về giá trị là một ở đây, hay không nào đó. Thì như vậy là như mô tả hàm là như sau, nhắc lại là rất đơn giản là cũng là một từ khóa def, sau đó là tên của hàm có thể có không có tham số, và sau đó các cái lệnh mô tả hàm. Thì nếu mà có lệnh return mà sau return mà có cái giá trị thì hàm đó trả về giá trị đó. Cái từ khóa return có nghĩa là gì, là dừng, lập tức là dừng ngay cái hàm lại, dừng ngay cái hàm và trả về giá trị. Còn có thể là cái hàm mà không có từ khóa return thì cũng sao, nó chạy đến cuối và nó dừng, ví dụ như này. Hàm thứ hai là hàm mà không có từ khóa return nhé. Này, như là có hai tham số là a phẩy b này, này là cái lệnh hàm này chỉ có pin ra cái a cộng b thôi. Cái hàm này nó có một lệnh là pin ab thôi, a cộng b thôi, và tôi gọi nhé, gọi hàm gọi là một hai, nó y ra cái số ba. Như vậy cái hàm này là cái hàm mà không có từ khóa return, đúng không? Đó, hàm này là hàm mà chỉ cũng hàm này thì có này, đó. Hàm này thì không có. Được chưa? Để như vậy là tất cả các hàm ở trong Python, nhắc lại hàm trong Python là hàm, tất cả đều gọi là hàm hết, không có cái nào là không hàm. Còn nếu là hàm thì nó có hai loại là hàm trả lại giá trị và hàm không trả lại giá trị. Đó, chúng ta nhớ cái đó nhé. Vì tôi ghi lại cái này cho đây hình dung chúng ta hình dung nhé. Như vậy là hàm trong Python. Ở trong Python thì cái mô tả cái hàm là rất quan trọng. Hàm thì là mô tả bằng từ khóa là def, và chúng ta có thể cho hàm loại hàm là có giá trị trả lại sau cái từ khóa return, và loại hàm thứ hai là không có giá trị trả lại. Thì những hàm này là có thể có từ khóa return nhưng mà không giá trị ở bên cạnh nhé, hoặc là không có từ khóa return. Như vậy là hàm trong Python giống như vậy. Thì cái hàm trên này thì gọi là hàm bình thường, còn hàm thế này thì người ta gọi, có thể gọi là hàm void cũng được, hay người ta gọi cái này là thủ tục cũng được. Những cái hàm này là đúng tức nghĩa là hàm số bình thường, còn cái phần thứ hai này thì là coi như là chúng ta hiểu là một thủ tục hay là một hàm void tương đương với là ngữ C nhé. Đó. Tôi lấy ví dụ là tôi lấy ví dụ cái hàm khác nhé. Hàm này là sau hàm này có cái em h cái đồ vào là n, và tôi sẽ làm như sau. Hàm này là hàm như sau, nếu mà n mà nhỏ hơn không thì nó không làm gì cả, còn nếu n mà lớn hơn hoặc bằng không nó in ra các số từ không cho đến n. Tôi làm như sau này, if n nhỏ hơn không thì nó dừng lại ngay, và tôi dùng từ khóa là gì, từ khóa là return, như vậy là dừng lại nhưng mà không đổi giá trị, thấy chưa? Đó là else, nếu mà n lớn bằng không nó for i in range n và range i ra và hàng ngang như thế này, không hàng. Vậy là các bạn thấy cái hàm này là hàm mặc dù có từ khóa return nhưng mà không có giá trị trả lại, thì cái hàm này vẫn là hàm mà thuộc loại cái hàm mà không có giá trị trả lại, được chưa? Đấy nhé, bây giờ gọi hàm này tôi gọi là h, bây giờ tôi gọi h là trừ một, nó không làm gì cả nhé, mà h hai nó sẽ in ra số không và một, thấy không nào? Thì như vậy là cái hàm g này là hàm cũng không có giá trị trả lại nhé. Cái hàm h này là có trả lại là một này. Đấy. Cái hàm hàm f chứ, còn hàm h này là không có giá trị trả lại mặc dù là có từ khóa return.
Được chưa? Như vậy các bạn hình dung được cái, như vậy định nghĩa hàm trong Python nó rất là rất 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 đơn giản. Bây giờ chúng ta sẽ tôi nói tiếp một chút để chúng ta hình dung sâu hơn một chút nhé về những cái hàm này. Thì ở trong Python thì khi chúng ta khai báo đây, ví dụ như này. Khai báo thì khi chúng ta khai báo thì cái AB người ta gọi là các cái tham số của hàm. Còn khi gọi nó đây, khi gọi thì người ta gọi cái này là đối số của hàm. Như vậy là trong Python chúng ta chú ý có hai khái niệm rất quan trọng. Hai khái niệm là tham số với hàm nhé. Thì chúng ta sẽ đi với cái hai khái niệm rất quan trọng. Một là khái niệm là tham số của hàm, tham số. Cái này thì anh nói là parameter. Còn cái định nghĩa thứ hai là khái niệm là đối số. Đối số tiếng Anh nó là argument. Đây chữ A nhé. Đấy, argument. Thì thế nào là tham số, thế nào là đối số? Tham số là gì? Tham số là những cái mô tả các cái tham biến khi mà khai báo hàm. Đấy, thì nó gọi là khi tôi khai báo một cái hàm def như thế này, f nó có x y chẳng hạn như này, hai chấm cái gì đó. Thì cái x y này nó sẽ gọi là tham số. Khi chúng ta khai báo hàm đó thì nó là tham số. Còn khi ta gọi cái hàm chạy, khi ta gọi hàm ví dụ là f một hai, hoặc tôi gọi là f có thể hấp là a b là một cái biến nào đó mà ta khai báo từ trước, khi gọi như này thì những cái một hai này hay là a b này thì người ta gọi đó là người ta gọi nó là đối số. Như vậy có hai từ khác biệt nhau nhé. Đây là cái điểm, đây là cái rất đặc biệt, là khác biệt so với Pascal và C. Hiểu sao máy của tôi đang bị nó đang bị văng ra, nó đang bị nó là Zoom nó báo là đã hết gần hết thời gian. Không hiểu vì sao nó lại như vậy. Thôi được, chúng ta cứ dùng nhé. Chúng ta cứ làm việc, nếu mà lát nữa mà các bạn thấy là thấy mà tôi bị văng ra thì tôi sẽ lại vào lại, các bạn sẽ vào nhé. Chắc là cái Zoom của tôi là hiện nay tôi đang dùng cái account của Sở Hà Nội, thế là Sở Hà Nội nó không nâng cấp lên nên mà để mới bị hạn chế thời gian. Nhưng mà chúng ta chú ý là cái khái niệm tham số và đối số là nó khác biệt nhé. Ở trong Pascal thì khi mà chúng ta khai báo cái này này, khai báo cái hàm như này thì người ta gọi cái, thì trong trong Pascal người ta gọi cái này là người ta gọi là tham số hình thức. Còn khi chúng ta gọi cái hàm như này thì ở trong Pascal nó gọi đây là cái người ta gọi là tham số thực sự. Như vậy ở trong Pascal là nó khác nhé. Ở trong Pascal hay là trong C nhé, trong Pascal hay là C và nó khác nên là Python nhé. Thì trong Pascal có khái niệm là tham số hình thức, tức là cái tham số được mô tả khi mà chúng ta khai báo một cái hàm tham số hình thức nhé. Thì ở trong Python cái này nó gọi là tham số, tham số nhé. Còn khi chúng ta gọi hàm thì trong Pascal và C người ta gọi là tham số thực sự, tham số thực sự. Thì ở trong Python nó gọi là đối số. Vì sao nó không là tham số? Đây là cái này là câu hỏi, này là câu hỏi rất là hay, phải là học sâu hơn nữa thì mới hiểu. Thì tôi sẽ có tôi nói cái này ở phần sau nhé. Được rồi, bây giờ chúng ta như vậy là khái niệm hàm là khái niệm rất quan trọng. Vì tôi sẽ làm một số những cái định nghĩa, một số những cái ví dụ cụ thể cho ta thấy cái hàm ở trong Python nó rất là hay nhé. Đây tôi lấy ví dụ hàm trong Python là nó có thể trả lại không phải là một giá trị, trả lại là nhiều giá trị. Bạn đang chú ý nhé, lấy ví dụ tôi làm thêm một cái hàm AF, nó có hai số, hai đầu vào là x và y nhé, và nó trả lại hai giá trị là x cộng y và x trừ y. Tôi làm viết là return, return là x y và phẩy x trừ y.
Như vậy cái hàm F này là cái hàm mà đầu vào của nó là hai 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 cái giá trị x và y, hai hai, mà đầu ra của nó trở lại là x y với x trị y. Giả sử khi tôi gọi hàm nhé, tôi viết là a phẩy b bằng f hai a, thế thì f nó trả lại là hai giá trị, cho nên khi mà tôi gán vẫn vẫn để hạt là hai biến như thế này. Đó, thấy chưa? Thế A nó sẽ là tổng của hai số, là chính là A là 5, B là hiệu của 2 chia 3, nó sẽ là chín. Thì các bạn hiểu không nào? Đó. Chúng ta chú ý. Giả sử tôi viết là Z bằng F 10 7 có được không? Tôi có được không ạ? Được. Thế này được. Nhưng mà viết thế này thì máy sẽ hiểu là gì? Vì F trở lại hai giá trị cho nên là ZD chính là hai giá trị, và ZD người ta nó hiểu chính là một cái dãy 2 phần tử 17 và 3. Thì ở trong Python tôi chưa nói, mình tôi nói luôn bây giờ nhé, là ở trong Python thì ngoài khái niệm là list ra, list là danh sách nhé. Đây, a mà làm cái list thì mô tả trong một cái dấu ngoặc, một cái dấu ngoặc vuông, đúng không? Còn ngoặc tròn thì ở trong Python có một kiểu dữ liệu mới tinh, cũng là, nó cũng là dãy, và cái dãy này là nó gọi là tuple, gọi là ống. Như vậy là khi viết là dãy như này thì 17 và 3 thì nó là dữ liệu, nó gọi là dữ liệu ống. Tôi kiểm tra nhé, ai mà kia dãy ra nó sẽ là cái dữ liệu ống. Cái dãy này chúng ta không học, nó là tuple. Chúng ta trong sách giáo khoa cũng học mà chúng ta không dạy cho học sinh, nhưng mà chúng ta cũng là giáo viên cũng nên biết, vì học sinh nó sẽ hỏi thì chúng ta sẽ phải trả lời được. Như vậy là cái tuple là một kiểu dữ liệu nữa, nó gần như là dãy, nó gần giống với list, nó cũng là dãy nhé. Tôi lấy ví dụ tôi biết là đây, ví dụ bạn hiểu là một cái sáng C này, C tôi là một dãy cái số này, vì là 1, 2, 3, 4, 10, nó cũng là dãy như bình thường. Được chưa? Và C đây, vấn đề này C không là chính là gì? Chính là một rồi là C hai, hai chính là phần tử là chúng ba, là hàm len C cũng có, đúng không? Tuy nhiên cái dữ liệu ống này trong tiếng Việt giao dịch là dãy, là trong tiếng Việt có thể dịch là dãy hàng, thì cái ống này cái dãy ống này nó khác hẳn với dãy list. Cái dãy list của chúng ta chính là mảng, mảng là chúng ta có thể cập nhật từng phần tử một, bổ sung phần tử, thay đổi phần tử. C thì không thể làm đối với ống, không được. Chúng ta khai báo như này thì nó là một dãy hàng, chúng ta không thể thêm bớt, không thể sửa chữa. Đối với C là không có lệnh append, vì chúng ta có thể đưa C lên xem trên nó có cái hàm gì, nó có những cái phương thức gì, thì không có gì cả. Nó có hai phương thức thôi, là phương thức cao và phương thức index. Phương thức hai phương thức này thì ý nghĩa của nó giống giống như là đối với list, và không hề có cái lệnh append hay gì cả. Đây cái việc tôi là C nhé, để append một cái hàm, một cái chỗ là 10 nào đó, máy báo lỗi ngay là không thực hiện được. Hay là sửa, tôi vẫn thay đổi cái vị trí đầu tiên của C nhé, thay bằng 7 cũng báo lỗi. Như vậy là kiểu tuple là kiểu dữ liệu mà nó cũng là dãy, nhưng mà dãy hàng chúng ta khi tạo ra chúng ta không thay đổi được, nó giống như là sâu ấy. Khi chúng ta tạo ra sâu không thì không thay đổi được. Tuy nhiên là cái ống này là rất hay sử dụng, ví dụ như khi chúng ta mà khai báo, chúng ta tạo ra cái hàm, hàm đó có thể trả lại là nhiều giá trị cùng lúc như này này. Anh chị thực chất là nó chỉ trả lại là một dãy, là một cái tuple đấy nhé. Đấy, cho nên là cái này là rất là mạnh luôn đấy. Nó có thể làm trả lại là vừa số là vừa dãy vân vân, không có gì cả. Tôi lấy ví dụ nhé, đầu vào của chúng ta đây, tôi khai báo một cái hàm gọi là dãy đi. Hàm này đầu vào là một cái list A, và đầu ra của nó là tôi sẽ trả lại ba số return. Trả lại số thứ nhất là len A, trả lại số thứ hai là max max số thứ nhất của A, trả lại số thứ ba là A luôn, trả lại chính A luôn. Okay. Như vậy thì chúng ta có thể viết là A đây, A của chúng ta là A của chúng ta bằng, ví dụ nhé, 1, 2, 3 như này, thì tôi có thể là tôi viết là n, sau đó là m và b gán bằng a.
Ồ. À, ở đấy tôi chưa làm xong. Ở đấy tôi chưa định nghĩa xong cái hàm này. À, chỗ này là phải xuống dòng hai lần mới ăn. Về lại nhé. Enter này, enter lần nữa mới xong. Rồi bây giờ tôi gọi lại này. Lại là tôi sẽ ăn. Đấy, thì B chính là A nhé. N chính là độ dài của dãy nhé, và M chính là max max của dãy A. Được chưa? Thế như vậy vì chúng ta làm quen được vài cái hàm đơn giản, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm một vài cái bài tập liên quan đến dãy và liên quan đến sâu, và chúng ta sử dụng hàm nhé, sử dụng hàm để chúng ta làm cái việc đó nhé. À, cái này bắt đầu rất là hay nhé, bây giờ tôi sẽ cùng làm một vài bài tập nhé. Ví dụ giờ tôi làm cái bài đầu tiên này. À, tôi sẽ làm trên cái này đi. Không, tôi làm trên ngay trên này thôi nhé. Bây giờ tôi làm cái bài đầu tiên này là như sau. Tôi sẽ mang đầu vào của tôi là một dãy, là một cái list, và tôi sẽ viết viết một cái hàm. Hàm đó tôi sẽ sắp xếp lại phần tử của dãy A nhé. Của dãy A đây. Tôi cho tôi tiên cho A là một dãy bất kỳ nhé, nó không sắp xếp theo thứ là bất kỳ 10 này, 1 này, thứ 7 này, 12 này, 1 này và thứ 8. Đây, tôi cần sắp xếp lại dãy A theo sự tăng dần, và tôi làm việc đó thông qua một cái hàm. Đây tôi viết một cái hàm là sắp xếp đầu vào là A. Mà cái hàm này tôi sẽ làm đổi trực tiếp trên dãy A. Thực hiện xong cái